Chương 561 Chiến lược ước định Canh 1 Xích điếu tinh, chính là nhân loại tộc quần biên cương thập đại biên cương tinh một trong, chủ yếu dùng cho chuyển vận lính quân đội, đồng thời làm vì hậu cần cứ địa sử dụng, nó chiến lược tính trọng yếu có thể nghĩ. Cho nên, tại cái này xích điếu tinh bên trên, tổng cộng có bốn tôn thần chủ cấp tồn tại trấn thủ. Phân biệt đến từ nhân loại tộc quần đỉnh phong tứ đại thế lực. Có bốn người bọn họ tại, liền có thể nhường vô số dị tộc không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Giờ này khắc này có không ít phi thuyền đều từ sâu trong vũ trụ chạy đến, hướng cái này xích điếu tinh mà đi. Trong đó có một chiếc màu trắng bạc hình tam giác phi thuyền. Chủ nhân, xích điếu tinh đến. Trong phi thuyền, đang tại tu hành phong vân bên tai bỗng nhiên truyền đến trí não tiểu quan thanh âm. Hắn có chút trợn mắt, xuyên thấu qua trong suốt vòng bảo hộ, xa xa nhìn về phía nơi xa vũ trụ bên trong viên kia vô cùng tinh cầu khổng lồ. Đây chính là xích điếu tinh A, hợp tứ đại thần chủ lực lượng chế tạo ra tinh cầu. Trống rỗng chế tạo ra tinh cầu đại lục, bực này vĩ lực chỉ có thần chủ trở lên cấp độ mới sẽ có được. Phong vân bây giờ mặc dù có được một quyền đánh nổ tinh cầu năng lực, nhưng lại cũng không có hư không tạo vật năng lực. Mà so sánh phá hư, sáng tạo hiển nhiên càng gian nan hơn, là thuộc về tầng thứ cao hơn lực lượng. Chủ nhân, thu được đến từ xích điếu tinh tín hiệu, bọn họ để cho chúng ta từ số thứ 19.968 thông đạo tiến vào. Lúc này, tiểu quan thanh âm lại lần nữa vang lên. Ân, phong vân khẽ gật đầu. Hừ. Thiên huy tinh hào nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện tại ngoài vạn dặm, hướng xích điếu tinh rơi xuống. Xích điếu tinh phi thuyền trong thông đạo. Khi thiên huy tinh hào đáp xuống chỉ định phi thuyền bình đài sau. Đến đây tiếp dẫn hai tên mặt chiến giáp nam tử nhìn thấy chiếc phi thuyền này về sau, không khỏi phát ra thấp giọng hô. Là siêu hạng phi thuyền. Nhìn cái này chất liệu, là tinh sa chế tạo, giá trị hơn ức vũ trụ tệ. Từ buồn nhỏ trên tàu đi ra phong vân nghe nói như thế, nội tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn phi thuyền này là tại tổng bộ mua, cũng không cần tốn hao nhiều tiền như vậy ngài tốt tiên sinh, chúng ta là nơi này nhân viên công tác. Hai vị ngân giáp nam tử tiến lên hành lễ nói, đồng thời bọn họ cảm ứng được phong vân tu vi khí tức chỉ có thượng vị thần sơ cấp, trong lòng thất kinh, thượng vị thần liền lái nổi mắt như vậy phi thuyền, xem ra rất có lai lịch. Bởi vì vũ trụ võ giả công hội tổng bộ phong tỏa tin tức duyên cớ, tăng thêm phong vân lại rất điệu thấp, cho nên hắn thanh danh mặc dù truyền xa, nhưng chân chính biết hắn, lại lát đác không có mấy. Cái này hai tên nhân viên công tác tự nhiên không nhận ra phong vân đến. Ân, xin hỏi xin gia nhập cương ngoại chiến trận muốn đi đâu, phong vân dò hỏi. Cái này đơn giản, thuận lối đi này đi thẳng là được, trong đại sảnh liền là chỗ tập hợp, đi sẽ có chuyên gia nói rõ với ngươi. Bên trong một cái ngân giáp nam tử nói ra. Tạ, phong vân gật đầu, lập tức bàn tay lớn vung, đem thiên huy tinh hào thu nhập trong giới chỉ, cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn phong vân rời đi, khi hai cái nhân viên công tác cảm thán mới lên vị thần liền dám đến cương ngoại chiến trận, xem ra là cái nào đó thế lực công tử ca, đến mạ vàng đến, đoán chừng cũng mang không bao lâu, cương chiến trường cũng không phải những công tử ca này có thể tiếp nhận. Bên này, Phong Vân Thuận thông đạo đi một lát, rất mau tới đến một cái rộng rãi trong đại sảnh. Chỉ thấy nơi này đã vụn vặt lẻ tẻ tụ tập rất nhiều rất nhiều võ giả. Phong Vân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này có hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần, có chút là đến từ cái khác sinh mệnh tinh cầu, nhất định phải phục nghĩa vụ quân sự, mà có chút, thì thuần túy là đến mạo hiểm lịch luyện, kiếm lấy quân công. Nói đến, trên địa cầu cửu đại thần tộc thủy tổ nhóm có vẻ như cũng tại cương ngoại chiến trận không biết là có hay không còn sống phong vân thầm nghĩ lên việc này bọn họ rời đi địa cầu nói ít cũng có hết mấy vạn năm thời gian đến nay không hề có động tĩnh gì hoặc là liền là vẫn lạc hoặc là liền là còn không có thành tựu thượng vị thần vẫn như cũ đang dùng dằng lần lịch lãm này sau khi trở về liền thử tìm kiếm bọn họ đi bằng vào ta bây giờ chức quyền đem bọn hắn rời chiến trường cũng không có vấn đề tốt xấu cũng coi là nhóm đầu tiên thành tựu thần linh tồn tại từ hắc ám thần tộc trong tay thành công bảo hộ địa cầu, có thể nói, không có bọn họ sáng tạo hoàn cảnh, phong vân cũng không có khả năng trưởng thành. Cho nên nói, phần ân tình này vẫn là muốn còn. Phong vân vừa nghĩ, vừa đi đến trong góc lặng lặng đứng đấy. Thỉnh thoảng chú ý bốn phía, gặp được không sai võ giả, hắn đều sẽ hình chiếu một đợt. Mặc dù nơi này tốt xấu lẫn lộn, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể ra một hai cái hàng tốt. Đáng tiếc không có thần vương. Phong vân trong lòng có phần vì tiếc nuối thần vương tiến vào cương ngoại chiến trận cũng không tại cái này một khỏa tinh cầu bên trên, có mặt khác thông đạo. Về phần phong vân tại sao tới nơi này, bởi vì hắn cảnh giới vẫn là thượng vị thần, với lại vì không bại lộ thân phận, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Phong vân ở chỗ này chờ không bao lâu, khi trong đại sảnh nhân số đạt tới hơn vạn tên sau đó, rất nhanh liền có một người mặc chế phục lão nhân xuất hiện. Hạ vị thần cấp, đi bên trái thông đạo tập hợp. Trung vị thần cấp, đi bên phải thông đạo tập hợp. Còn lại thượng vị thần cấp, ngay ở chỗ này tập hợp theo thanh âm này vang lên hơn vạn tên võ giả lập tức chia ba cổ trong đó hạ vị thần cùng trung vị thần nhiều nhất chiếm đi chính thành mà lên vị thần chỉ còn lại có chừng một ngàn người điều này cũng làm cho phong vân biết được trong vũ trụ dứt bỏ thần cấp phía dưới nhân loại tới nói cơ đến lớn nhất vẫn là hạ vị thần cùng trung vị thần đừng nhìn phong vân tại tổng bộ thời điểm tiếp xúc không phải thượng vị thần liền là thần vương a đó là bởi vì hắn tại tinh anh tập trung nhất địa phương liền giống với ngươi tại toàn cầu cao cấp nhất học phủ bên trong xung quanh đồng học lão sư đều tuyệt đỉnh thông minh, nhưng kỳ thật phóng nhãn đến toàn thế giới, vẫn là người bình thường chiếm đa số. Đồng lý cũng giống vậy. Các vị thượng vị thần chiến sĩ, các ngươi sắp tiến về tàn khốc nhất, cũng là cơ hội nhiều nhất cương ngoại chiến trận. Lão nhân kia nhìn xem phổ thông, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy sát khí, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, bất quá tại trước khi lên đường, cần đối với các ngươi chiến lực tiến hành một cái ước định, xác định các ngươi trình độ, cốt phân phối đội ngũ. Chiến lực ước định, một người dáng giúp mỹ lệ nữ tính thượng vị thần hiếu kỳ nói, là để cho chúng ta tỉ thí sao? Cũng không phải là, như thế quá phiền phức. Lão nhân lắc đầu nói, các ngươi đều bước lên quá thế giới giả tưởng đi, đều từng ở bên trong xuất thủ qua, thế giới giả tưởng sẽ căn cứ các ngươi lần gần đây nhất ra tay tình huống để phán đoán các ngươi trình độ. Nói như vậy, phân vì ba cái cấp độ. Thượng vị thần chiến sĩ, thượng vị thần tinh anh chiến sĩ, thượng vị thần chiến tướng. Lão nhân ngừng lại, nhìn chung quanh một chút, vừa tiếp tục nói mà trong các ngươi tuyệt đại bộ phận cũng sẽ là thượng vị thần chiến sĩ, đạt đến đại viên mãn hoặc là có được năng lực đặc thù, có thể thu hoạch được thượng vị thần tinh anh chiến sĩ xưng hào. Về phần thượng vị thần chiến tướng, càng là ngàn dặm mới tìm được một. Chương 562, Vũ trụ Thánh Sơn Thiên Tài Canh 2 Trong đại sảnh Khi lão nhân nói xong sau đó, ở đây đều không có người phản đối, thế là bình trắc liền bắt đầu. Nhìn thấy chính giữa cái kia cánh cổng ánh sáng A, từng cái theo thứ tự tới, xuyên qua là được. Sau đó, chỉ thấy hơn một ngàn tên thượng vị thần biết lờ mờ đi hướng trong lúc này ở giữa cánh cổng ánh sáng, nhẹ nhàng xuyên qua. Mà mỗi xuyên qua một cái thượng vị thần, đều sẽ có trí não thanh âm vang lên. Thượng vị thần chiến sĩ. Thượng vị thần chiến sĩ. Thượng vị thần tinh anh chiến sĩ. Thượng vị thần tinh anh chiến sĩ. Từng đạo thanh âm vang lên, cùng lão nhân dự đoán không sai, phần lớn đếm đều là chiến sĩ thông thường, một phần nhỏ là tinh anh chiến sĩ. Về phần chiến tướng cấp độ, một cái đều không có ước định tiến hành rất nhanh không bao lâu liền đến phiên phong vân chỉ thấy hắn thông qua cánh cổng ánh sáng thời điểm trí não thanh âm vang lên theo thượng vị thần chiến tướng hoa lần này lập tức liền như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng dẫn tới ở đây tất cả mọi người nhìn qua thậm chí liền nơi xa nhân viên công tác đều bị kinh động chính là trước đó tiếp dẫn phong vân hai người là hắn hắn lại là thượng vị thần chiến tướng thượng vị thần sơ kỳ liền là chiến tướng cấp độ xem ra là thiên tài a liền ngay cả lão nhân kia đều kinh ngạc nhìn phong vân một chút trên mặt lộ ra từng tia từng tia mỉm cười không sai phong vân sắc mặt bình thản cũng bất vi sở động khảo thí vẫn tại tiếp tục thượng vị thần chiến sĩ thượng vị thần tinh anh chiến sĩ rất nhanh đến phiên người cuối cùng khi hắn thông qua lúc trí năng thanh âm đồng thời vang lên thượng vị thần chiến tướng không hề nghi ngờ cái này lại gây nên đám người kinh hô nhóm này vẻn vẹn một ngàn người thượng vị thần vậy mà xuất hiện hai tên thượng vị thần chiến tướng xuất hiện sau thượng vị thần chiến tướng là một tên cao có 2 mét, người mặc bạch giáp thanh niên, cổng ở sau lưng một thanh màu bạch kim trường thương. trong hai con ngươi ngẫu nhiên tản mắt ra quan huy sắc bén vô cùng, liền như là sau lưng của hắn trường thương giống nhau. bạch giáp thanh niên ánh mắt bài đâu, ở đây thượng vị thần không một người có thế nhập cách khắc mắt, chỉ có phong vân miễn cưỡng nhường hắn có thế nhìn sang. nhìn như có chút năng lực, không biết là lai lịch gì, phải chăng giống như ta, đến từ đỉnh phong tứ đại thế lực một trong. bạch giáp thanh niên dư quan quét phong vân một chút, trong lòng âm thầm nói hắn là đến từ vũ trụ thánh sơn hạch tâm thiên tài cùng phong vân giống nhau đều là tiến hành lịch luyện nhiệm vụ trên một điểm này mặt đỉnh phong tứ đại thế lực đều là giống nhau tận sức tại cách làm này đến bồi dưỡng được siêu cấp cường giả rất nhanh ước định kết thúc một nghìn tên thượng vị thần bên trong có chín trăm linh một nhiều hơn vị thần chiến sĩ một trăm chín mươi bảy tên thượng vị thần tinh anh chiến sĩ cùng phong vân cùng kia bạch giáp thanh niên hai thượng vị thần chiến tướng ước định đã kết thúc tiếp xuống đem tập thể đem bọn ngươi mang đến cương ngoại chiến trận cương ngoại chiến trận tổng cộng có thập đại chiến khu, mỗi một cái chiến khu phân vì ngàn cái chiến trường, chờ một lúc các ngươi phải đi là thứ 9 chiến khu số thứ 666 chiến trường. Lão nhân thanh âm tại sở hữu người bên tai quanh quẩn. Số 666. Con số này vẫn được. Đáng tiếc, ta đại ca tại số thứ 500 chiến trường, cách xa nhau mấy trăm triệu năm ánh sáng, rất khó đụng phải hắn. Bình tĩnh, ngươi cái này còn tại một cái chiến khu, vẫn là có hy vọng đụng phải, ta mới không có hy vọng, lão sư ta tại thứ 8 chiến khu, Cách không biết bao xa đây. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Phong vân đứng ở một bên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thứ 9 chiến khu, chủ yếu cùng thú tộc, cốt tộc cùng trùng tộc tác chiến a. Thập đại chiến khu đều là nhân loại tộc quần cùng từng cái khác biệt dị tộc tác chiến, trong đó có cùng nhân loại tộc quần giống nhau cường đại tộc, cũng có nhỏ yếu, nhưng liên hợp lại cùng nhau đồng minh tộc. Tỷ như thứ 9 chiến khu, trùng tộc, cốt tộc cùng thú tộc liền là ba cái liên hợp lại đồng minh tộc, bọn chúng bản thân không bằng người tộc, nhưng liên minh sau đó liền hoàn toàn không lo Âu nhân tộc. Cái này tam tộc bên trong, khó chơi nhất là trùng tộc, không chỉ có mẫu hoàng từng cái là trời sinh linh hồn thiên phú người, với lại trùng tộc sinh sôi năng lực cũng là cực mạnh. Mặc dù sản xuất trùng tộc chiến sĩ cảnh giới không cao, nhưng số lượng càng nhiều lên, vậy cũng đầy đủ sinh ra đáng sợ lực sát thương. Mẫu hoàng, trời sinh linh hồn thiên phú người A. Phong vân trong lòng dân lên hứng thú, có lẽ hắn linh hồn thiên phú có rơi. Bất quá mỗi một đầu mẫu hoàng đều giấu kín rất bí mật, muốn tìm được nó rất khó đại bộ phận võ giả liền mẫu hoàng mặt đều không có nhìn thấy liền sẽ bị vô cùng vô tận trùng tộc chiến sĩ công việc công việc mà chết các vị xuất phát lúc này lão nhân kia quát khẽ một tiếng nói lập tức đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp, điệp đi ra đại sảnh thông qua nào đó một cái lối đi đi vào một cái cự đại không gian lỗ sâu bên cạnh ta liền đưa đến nơi này tiếp xuống đường chính các ngươi đi thôi lỗ sâu một bên khác liền là quân doanh tới đó sẽ có chuyên gia tiếp dẫn các ngươi cuối cùng chúc các ngươi may mắn sau khi nói xong lão nhân liền rời đi mà phong vân bọn họ thì từng cái đi vào không gian trùng động bên trong biến mất tại nơi này không biết qua bao lâu khi phong vân đi ra không gian trùng động lúc xung quanh tràn cảnh đã biến ảo bọn họ đi vào một tòa đại lục ở bên trên chỉ thấy nơi này trú đóng từng tòa quân doanh thành lũy vô số chiến sĩ bay tới bay lui nha có tân binh đến ha ha nhanh như vậy đã có tân binh lần này thượng vị thần có một nghìn cái đây không biết có hay không thượng vị thần chiến tướng thanh âm không ngừng từ chung quanh truyền đến. Phong vân ánh mắt quét qua, liền thấy không dưới hơn 10.000 cái mặt màu đen chiến giáp thượng vị thần, mặc dù bọn họ nhìn cười đùa tí tửng, nhưng trên thân tản mắt ra thiết huyết khí chất lại không phải giả. Nơi này thượng vị thần, trên cơ bản đều là thân kinh bách chiến, cầm tới vũ trụ bên trong đi, đủ để lấy vẫy một cái mươi. Đều cho ta đứng vững. Lúc này, một đạo tiếng hò hét truyền đến, từ một bên khác đi ra một vị cao lớn thân ảnh, nhìn nó khí cơ, rõ ràng là một vị thần vương nơi này mặc dù là thượng vị thần quân doanh nhưng dẫn đầu lại không phải mà thần vương quân doanh bên kia dẫn đầu cũng đều là thần chủ nơi đó nguy hiểm cấp đừng so nơi này cao hơn nhiều tôn này cao lớn thần vương nhìn về phía phong vân bọn họ trong mắt ẩn ẩn có thần quang các tân binh hoan nghênh các ngươi đi vào thứ chín chiến khu thứ sáu mười sáu sáu hào thượng vị thần quân doanh nói qua ánh mắt của hắn quét về phía phong vân cùng kia bạch giáp thanh niên lần này có hai tên thượng vị thần chiến tướng không sai lời này vừa ra lập tức gây nên xung quanh thượng vị thần chiến sĩ chú ý. Bọn họ trên chiến trường đợi nhiều năm, rất rõ ràng biết, một cái thượng vị thần chiến tướng mang đến trợ giúp. Về phần cái khác, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Phong vân, điếu chiến đúng không, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền bị phân tại ma chù y tiểu đội. Chương 563, Âu Hoàng cái gì, quả nhiên là ảo giác. Canh 3 Phong vân Rất quen thuộc danh tự, ở nơi nào nghe qua. Khi kia thần vương hô lên phong vân danh tự lúc, bên cạnh bạch giáp thanh niên điếu chiến thần sắc hơi động, ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. Cái này cũng rất bình thường, phong vân nổi danh là hơn 3.000 năm trước, lúc kia điếu chiến đang lúc bế quan, lại thêm vũ trụ võ giả công hội tổng bộ vì bảo vệ phong vân, cố ý làm nhạc hắn tồn tại, những năm này đều không có tại để lộ ra cái sau mảy may tin tức. Cho nên nếu như không đặc biệt nói rõ nói, nhất thời nửa khắc vẫn là rất khó nhớ tới. Điếu chiến đều nghĩ không ra, kia thần vương liền lại càng không cần phải nói, trường kỳ tại cương ngoại chiến trận hắn, liền lưới đều rất ít hơn, chớ nói chi là này chủng loại giống như thiên tài bát quái. Một lát sau, Phong Vân cùng điếu chiến liền theo kia cao lớn thần vương đi vào một mảnh đất trống. Chỉ thấy ở nơi đó, đang có bốn bóng người hoặc đứng hoặc ngồi, ba nam một nữ. Đây chính là ta ma chủ y tiểu đội sở hữu thành viên, mỗi cái đều là thượng vị thần chiến tướng, lại thêm các ngươi, liền là, sáu cái. Cao lớn thần vương chỉ chỉ phía trước, khẽ cười nói. Mà vừa mới phong vân đã biết được vị này cao nữ thần vương danh tự, gọi quá là một tên đại địa thuộc tính thần vương nghe được quá thanh âm bốn người kia lập tức đi tới trong đó nữ tử kia hô hai vị người mới cũng không tệ a à, nhất là vị tiểu huynh đệ này dáng dấp thật là anh tuấn nói qua nữ tử kia đối phong vân thêm một cái mị nhãn hừ cũng đừng hù đến người mới thần vương quá bất đắc dĩ nói lập tức chỉ vào vị này dáng người cao gầy nữ tử nói vị này là phù lạp phong thuộc tính thượng vị thần đại viên mãn đồng thời còn là một vị niệm hồn sư sau đó hắn lại chỉ vào cái khác đi tới người, ba người này, người lùng gọi thần, là một tên hỏa thuộc tính thượng vị thần đại viên mãn, cái kia ôm kiếm là lưỡi kiếm, là phong thuộc tính thượng vị thần đại viên mãn, đồng thời am hiểu kiếm đạo, là đội chúng ta trừ ta ra công phạt lực cao nhất. Cuối cùng cái kia chụp mũ người gầy, tên là nhạc mã, thủy một song thuộc tính thượng vị thần đại viên mãn, là đội chúng ta trị liệu sư. Watson giới thiệu xong xuôi về sau, lại chỉ chỉ phong vân cùng điếu chiến, phong vân, điếu chiến. Hai vị người mới tốt ba người thái độ đều rất hiền lành, chủ yếu là bởi vì phong vân cùng điếu chiến là thượng vị thần chiến tướng, bằng không thì nói, bọn họ là lý đều sẽ không lý. Thực lực vi tôn, tại quân đội chiến trường loại địa phương này, thể hiện càng vì vô cùng nhường nhuyễn. Ta là băng hệ thượng vị thần đại viên mãn, am hiểu thương đạo, điếu chiến thản nhiên nói. Lôi hệ thượng vị thần sơ cấp, am hiểu đao đạo, phong vân nhẹ nhàng nói. Điếu chiến thực lực cùng cảnh giới rất bình thường, nhưng khi phong vân báo ra chính mình cảnh giới lúc, khi mấy tên tiểu đội thành viên đều cực kỳ kinh ngạc, thượng vị thần sơ kỳ liền là cấp chiến tướng, xem ra chiến lực rất cao a. Bọn họ không có hoài nghi chiến lực ước định tính chân thực, bởi vì kia là không thể nào. Ha ha, không sai, phong vân cùng điếu chiến đều là am hiểu tiếng công loại hình võ giả, cứ như vậy, tiểu đội chúng ta thực lực đem sẽ cao hơn một cái cấp độ. Quá cười nói. Thương đạo cùng lực đạo, đều là công phạt lực cực mạnh, chuyện này đối với bọn hắn tiểu đội tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Quá vung tay lên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi ra phát đi tiền tuyến chiến trường đã sớm chờ lấy đội trưởng ngươi câu nói này khi bốn cái đội viên trên mặt tươi cười một bộ sớm đã không kịp chờ đợi bộ dáng bên cạnh điếu chiến cũng không nhịn được nắm chặt phía sau bạch kim thần thương trong mắt có kích động cũng có chút hứa tâm thần bất định dù sao lần thứ nhất trên chiến trường khó tránh khỏi khẩn trương mà phong vân lại rất bình tĩnh hắn ở địa cầu lúc liền sớm đã không biết kinh lịch bao nhiêu cuộc chiến đấu hắn cũng không phải cùng điếu chiến dạng này từ nội bộ tuyển bạc ra thiên tài mà là từng bước một chính mình đánh lên đi dạng này tràn diện vẫn có thể khống chế ở ban đêm quân doanh chỗ ở phong vân ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai mắt thâm thúy giàu ý thức chính trong gương quan sát hình chiếu so với dĩ vãng mới tăng mấy trăm cái đều là hôm nay hình chiếu trong đó ưu chất nhất thuộc về kia thần vương Washington, phù lạp cùng kia điếu chiến ba người bọn hắn một cái là thần vương một cái là niệm hồn sư có được linh hồn thiên phú mà đổi thành một cái thì là thiên tài đương nhiên nhất làm cho phong vân để ý vẫn là phù lạc thượng vị thần cấp linh hồn thiên phú không tệ không tệ phong vân khóe miệng hơi lệ lúc này mới đến ngày đầu tiên liền bị hắn hình chiếu đến có được thượng vị thần cấp linh hồn thiên phú võ giả quả nhiên cương ngoại chiến trận là chỗ tốt soát xoát nhìn vạn nhất rơi xuống đây tìm đọc hoàn tất về sau phong vân lập tức bắt đầu tiến vào soát 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 hình thức kết quả tự nhiên là hắn suy nghĩ nhiều đừng nói rơi xuống linh hồn thiên phú liền cái hơi tốt chút đồ vật đều không có mặt mũi này đen xem ra không nên phát hình chiếu phong vân bất đắc dĩ quả nhiên âu hoàng cái gì đều là hắn ảo giác cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau phong vân liền cùng Austin bọn họ cùng một chỗ ngồi phi thuyền vũ trụ bay ra đại lục hướng sâu trong vũ trụ mà đi tại đại lục binh doanh thượng chúng ta không cần lo lắng an toàn bởi vì có tứ đại thần chủ tọa trấn nhưng một khi ra đại lục này tiến về sâu trong vũ trụ liền muốn thời khắc chú ý có thể nói thượng là nguy cơ tứ phía toàn bộ khổng lồ cương vực đều là chiến trường. Phi thuyền rộng rãi gian phòng bên trong, người lùng võ giả thần ngồi dựa vào trên ghế salon, đối phong vân cùng điếu chiến nói. Cốt, thần, hai vị này người mới xem xét cũng không phải là bình thường người, còn cần đến ngươi đến phổ cập khoa học, im miệng a ngươi. Nữ tử phù lạp ở bên cạnh trắng một cái nói. Trên thực tế, không riêng gì nàng nhìn ra, đội viên khác cũng đều có thể nhìn ra một hai. Điếu chiến liền không cần phải nói, khí chất kia cùng tính cách, xem xét cũng không phải là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được đến, đoán chừng là cái gì thế lực lớn ngày nữa mới. Mà phong vân, thì càng đáng sợ, mới thượng vị thần sơ cấp liền có chiến tướng xưng hào, sao mà khó được. Tất cả mọi người là kinh lịch không dưới vạn cuộc chiến đấu lão binh, ánh mắt độc ác cực kỳ, cả đám đều nhìn ra. Người mới cường mới tốt, bất quá mạnh hơn cũng là lần đầu tiên trên chiến trường, muốn vạn phần chú ý, bằng không thì mệnh ném, cũng không phương thuyết lý đi. Quá trầm giọng nói. Phong vân gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này mà một bên điếu chiến mặc dù không có cái gì biểu thị nhưng thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều hiển nhiên hắn mặc dù hơi nhỏ ngạo khí nhưng cũng biết cương ngoại chiến trận không phải nói đùa nơi này cường giả vô số cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cùng lúc đó tại khoảng cách phong vân bọn họ phi thuyền mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài một chiếc nhìn như tàn phá trong phi thuyền vũ trụ đang có hai bóng người đứng ở bên trong bọn họ trước mắt có một cái màn hình lúc này cái này biểu hiện trên màn ảnh lấy một chiếc cỡ lớn phi thuyền chính là phong vân bọn họ ngồi kia một cổ tám. Chương 564, Thần Thú, Ba Thiên Ma Xà Canh 1 Trong phi thuyền hai bóng người, một cái cao có 3 mét, như tháp sắt, toàn thân trên dưới có một tầng thật dày lân giác phía sau một đầu cực đại cái đuôi dọc theo, chừng dài 1 mét. Mà đầu cũng không phải là loài người, mà là một cái rắn đầu. Cực kỳ hiển nhiên, đây là cương ngoại chiến trận thú tộc. Thú tộc bao hàm toàn diện, chủng loại có thể xưng vũ trụ chư tộc bên trong nhiều nhất nhất tộc, bất quá trong đó đẳng cấp xâm nghiêm, có phổ thông thú tộc, có vương cấp thú tộc, tại phía trên còn có hoàng cấp thú tộc. Trước mắt đầu này xà nhân, chính là vương cấp thú tộc, ba thiên ma xà tộc nhân. Ba thiên ma xà, nghe đồng bản thể là thần thú, có được thiên phú thần thông bản tôn thiên địa, cường đại dị thường. Như loại này thần thú, đều có nghịch hành phạt lục thực lực, tức vượt cấp mà chiến. Trước mắt đầu này xà nhân thực lực tại thần vương sơ cấp, thi triển thiên phú thần thông về sau, đoán chừng có thần vương trung kỳ chiến lực. Ba, nhìn chiếc phi thuyền này chất lượng bình thường, thế nào, muốn hay không làm. Một cái khác nói chuyện thì là một bộ khô lâu, cao hơn 2 mét, toàn thân màu bạch kim, phía sau một thanh hẹp dài cốt đao, lóe ra ung um tùng hàng quang, như lỗ thủng trong hốc mắt, hai đoàn sáng chói quang diễm nhảy lên. Đây chính là cốt tộc thành viên. Cốt tộc không có thú tộc thần thú như vậy có được thiên phú thần thông, nhưng chúng nó có một cái đặc điểm, cái kia chính là không chết. Là, không chết. Cho dù diệt đi bọn chúng khung xương, chôn vùi bọn chúng hồn hỏa, nhiều năm về sau, còn có thể lần nữa trọng sinh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn cực hạn tại chúa tể phía dưới, bất quá mặc dù như thế, cũng là phi thường đáng sợ năng lực. Cẩn thận một chút, nơi này là cương ngoại chiến trận, bất kể nói thế nào, trước dùng chúng ta bố trí tại một chỗ khác thần pháo thử nhìn một chút. Ba hôm qua âm lãnh cười nói. Rất tốt, khi thần vương cấp khô lâu miệng khép mở, phát ra để cho người ta sợ hãi thanh âm. Một chỗ khác, trong hư không nhìn một cái, chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là tàn phiến, có phi thuyền, cũng có thi thể, cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng ngay tại những này hài cốt bên trong, một cái không chút nào thu hút tàn phá phi thuyền, lúc này không ngừng có kinh khủng năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Dần dần, hình thành một cái trong suốt ánh sáng màu đợt. Phát xạ, tại xa xôi bên ngoài khô lâu truyền đạt mệnh lệnh. Oanh! Một giây sau, một đạo vô cùng sáng chói sóng ánh sáng vạch phá vũ trụ, lấy nhìn lần tốc độ ánh sáng tốc độ phóng tới phong vân bọn họ vị trí phi thuyền. Trong phi thuyền, Paston bọn họ cười cười nói nói, thậm chí còn treo lên cược. Không bằng chúng ta tới đánh cược, nhìn xem lần này phong vân cùng điếu chiến ai thu hoạch được nhiều quân công thế nào, người lùng thần đề nghị. Ha ha, có thể, ta cực điếu chiến thắng, cỡ nào sắc bén tiểu tử. Vậy ta cực phong vân thắng, hắn nhưng là không hiển sơn không lộ thủy, khẳng định không tầm thường. Ta cực điếu chiến. Tính ta một người. Bao quát quá tân ở bên trong, đều tham dự trong đó, thậm chí quá tân còn chủ động làm lên nhà cái. Đây cũng là trên chiến trường duy nhất một điểm niềm vui thú. Điếu chiến tại ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phong vân, bên trong chiến ý cực kỳ tràn đầy. Phong Vân là cùng hắn cùng thời kỳ tân binh, mà lại là thượng vị thần chiến tướng, hắn tự nhiên mà vậy muốn đem Phong Vân xem như đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà Phong Vân lại rất bình tĩnh, cái này điếu chiến thực lực tối đa cũng liền có thể so với thần vương sơ kỳ, thực sự khó nhập cách khác mắt. Ân. Lúc này, ngồi ở chỗ đó Phong Vân thần sắc hơi động, giống như cảm ứng được cái gì. Một phút đồng hồ sau. Kỷ niệm hồn sư phụ lập đột nhiên mở miệng, đội trưởng, có năng lượng thật lớn pháo hướng chúng ta phi thuyền phóng tới, dự tính 5 giây sau bắn trúng phi thuyền. Năng lượng pháo. tân lập tức đứng dậy, quát khẽ nói, khởi động vòng phòng hộ. Thu được. Tích. Theo phi thuyền trí năng thanh âm vang lên, lập tức cả chiếc phi thuyền bốn phía dâng lên một cái trong suốt sắc vòng phòng hộ. 5 giây sau đó, toàn bộ phi thuyền chấn động mạnh một cái. Bất quá một giây sau hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Nếu như từ bên ngoài đến xem, liền sẽ nhìn thấy kia thần pháo đánh vào trên phi thuyền, hoàn toàn bị vòng phòng hộ đỡ được vậy mà đỡ được, xem ra bên trong là thần vương dẫn đầu chiến tướng tiểu đội. khô lâu trong hốc mắt quang diễn nhảy lên. không vội, lại bắn mấy phát tim thần pháo, buộc bọn họ ra phi thuyền. ba đồ trong mắt lóe ra khát máu quang mang, hy vọng bên trong có thế có mấy tôn thiên tài. thú tộc đối với đánh giết nhân loại tộc quần thiên tài có đặc thù ban thưởng, cái này tự nhiên là ba đồ nóng lòng nắm bắn từng cái thượng vị thần vị trí tiểu đội. thần vương cảnh thiên tài hắn không dám đi trêu chọc, nhưng thượng vị thần cảnh thiên mới, hắn vẫn là có thể giết chết. minh bạch khô lâu lập tức phát ra chỉ khiến. Trong lúc nhất thời, từ cái khác ba cái xa xôi phương hướng, trong một vùng phế tích, có lẽ có như điện tấm một vật dâng lên, hoặc là một cái cùng loại khối ru biết giống nhau đồ chơi. Bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng giờ khắc này, tất cả đều xuất phát lấy sáng chói quan huy, bắn ra kinh khủng năng lượng quan pháo, từ bốn phương tám hướng bắn về phía phong vân bọn họ vị trí phi thuyền. Đội trưởng, bốn đám kinh khủng năng lượng hướng chúng ta phóng tới. Trong phi thuyền, Mỹ kéo mặt liền biến sắc nói. Sở hữu người, đi ra ngoài quá không chút do dự nói. Một giây sau, cửa máy mở ra, sáu người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tay cầm vũ khí, vọt thẳng đi ra ngoài. Mà Austin thì tiện tay thu hồi phi thuyền, nhẹ nhàng lóe lên, nhanh chóng biến mất tại tại chỗ. Tim thần pháo mặc dù cường đại, nhưng có một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là tính cơ động quá kém, nói như vậy, chỉ có thể dùng để banh kích phi thuyền hoặc là chiến hạm. Nếu như là đối sinh linh sử dụng, thì rất khó thành công. Dù sao, không có người nào sẽ không nhúc nhíp đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Bất quá đối với kia ba hôm qua Cô Lâu tới nói, liền là vì bức Phong Vân bọn họ ra phi thuyền mà thôi. Mà bây giờ, mắt đã đạt tới. Một cái thần vương, năm cái thượng vị thần, hắc hắc, quả nhiên không sai, là chiến tướng tiểu đội ba một mặt hưng phấn, đi, đi bắt con mồi. Nhiễm Nhiễm, Cô Lâu phát ra không giống nhân loại tiếng cười. Lúc này, hai người cùng nhau tiến lên. Trong tinh không, Phong Vân chính cùng lấy đội ngũ đằng sau phi hành. Ân lúc này ánh mắt của hắn hướng nơi xa đen kịt không gian quét qua có khí cơ tới gần lấy linh hồn hắn cảm giác lực viễn siêu mỹ rồi sớm tại trước đó hắn liền phát hiện cái kia năng lượng cự pháo hướng về phía chúng ta tới xem ra là phát xạ cái kia năng lượng pháo dị tộc phong vân lần thứ nhất gặp được dị tộc trong lòng có chút hiếu kỳ đây là thú tộc cùng cốt tộc hai cái này tộc đàn đặc thù quá rõ ràng muốn không biết cũng khó khăn mà trong lòng hắn suy nghĩ chập trùng lúc phù lạc cũng rốt cục phát hiện phi tốc hướng bọn họ tới gần khí đội trưởng có hai tôn thần vương dị tộc hướng chúng ta nhanh chóng bay tới mỹ kéo sắc mặt biến hóa nói hai tôn thần vương chuẩn bị chiến đấu quáxton chiến giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân chỉ để lại một đôi mắt bên ngoài tiến vào trạng thái chiến đấu xe oanh không đến một giây thời gian nơi xa truyền đến hai cổ cường thịnh khí cơ trực tiếp áp bách mà đến quáxton xa xa nhìn thấy ba thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi thần thú ba thiên ma xà phiền phức Chương 565, Thiên Phú Thần Thông, Bản Tôn Thiên Địa Canh 2 Nghe được thần thú hai chữ, tiểu đội thành viên nhóm sắc mặt đều thay đổi hóa. Thần thú đại biểu cho cùng gia trí cường, bởi vì bọn hắn có thiên phú thần thông, tương đương với tự mang AOE tổn thương, đây là nhân loại tộc quần không sở hữu. Cho dù là bình thường nhất thần thú, cũng là cực kỳ khó giải quyết. Vạn dặm khoảng cách chớp mắt đã tới. Ba cùng khô lâu hai vị thần vương hóa thành lưu quan chớp mắt liền xông lại, kinh khủng thần vương uy áp tất cả đều phóng thích cùng lúc đó, từ bọn họ thế giới giới chỉ bên trong còn bay ra đại lượng thủ hạ. Giết cho ta. Từng cái thượng vị thần cấp thú nhân, còn có khô lâu, phô thiên cái địa phóng tới phong vân bọn họ tiểu đội, từng cái đều khát máu vô cùng, điên cuồng cười. Động thủ. Watson cùng một thời gian hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới hai vị kia thần vương. Mặc dù tình thế tại phe mình bất lợi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, còn không bằng một trận chiến. Giết A. À. Người lùng thần, phù lạp, kiếm, điếu chiến tất cả đều lập tức tiến lên, cùng những thú nhân kia cùng khô lâu đại quân chiến lên. Mà nhạc mã thì đứng tại cuối cùng, vì đội ngũ nhân viên thực hiện trị liệu, đồng thời công kích từ xa. Ngâm Một đạo kiếm quang, mang theo cùng phong, tại thú nhân cùng khô lâu đại quân bên trong sông loạn lấy. Cùng phong thổi tới chỗ nào, chỗ nào liền có lạnh lẽo kiếm quang, kiếm quang lướt qua, liền có một tôn thú nhân hoặc là khô lâu tử vong. Đây là lão binh bên trong lưỡi kiếm, người cũng như tên, có thể nói là chi tiểu đội này bên trong trừ Watson bên ngoài mạnh nhất. Nơi xa phù lập thì thao túng linh hồn binh khí, hóa thành vô số đạo thượng thủ bộ dáng, tùy tiện đem từng người từng người đối thủ xuyên thủng. Người lùng thần thì là toàn thân đều bị hỏa diễm bảo bọc, giống như là hỏa thần hạ phàm, thế không thể đỡ. Các lão binh giết cực kỳ kịch liệt. Một bên khác biếu chiến, đồng dạng không chút thua kém, một cây trường thương như thiên địa giống nhau anh kích tứ phương, mỗi một lần rơi xuống đều có một mảng lớn địch nhân bỏ mình. Về phần phong vân, hắn càng là nhẹ nhõm, trong tay lôi đao vung lên phương viên bên trong thú nhân cùng khô lâu đều không có phản ứng kịp một giây sau liền bị cùng nhau mang đi tốc độ quá nhanh đao quang kia dù cho là đồng đội đều không cách nào thấy rõ trêu đến cao ngạo điếu chiến cùng lạnh lùng lưỡi kiếm ghé mắt phong vân đao này tốc độ đơn giản thật mạnh lực khống chế không có lãng phí một tia một hào lực lượng tiểu đội thành viên nhóm càng cùng phong vân ở chung lâu liền càng có thể cảm ứng ra cái này đội viên mới không tầm thường quá không hiển sơn không lộ thủy mặc dù điếu chiến đồng dạng rất mạnh nhưng căn cứ hắn khí cơ còn có thể đánh giá ra hắn thực lực một hai. Trái lại phong vân liền không giống nhau, mây trôi nước chảy, phản phất không phải đang chém giết lẫn nhau, mà là tại giao đấu giống nhau. Phong vân cùng điếu chiến kinh diễn biểu hiện không chỉ là các đội viên nhìn thấy, nơi xa ba vị cùng khô lâu cũng đều nhìn thấy. Ba, kia hai cái thanh niên thật mạnh a, à, giết thượng vị thần như thái thịt, ta có thể cảm ứng được bọn họ sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, xem ra là thiên tài. Thần vương cấp khô lâu truyền âm nói. Ha ha, lúc này nhặt được bảo, lại là hai cái thiên tài, thần thú ba cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn ngập hồng mang, mang theo hưng phấn chi ý. Nếu như giết cái này hai cái thiên tài, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng, dạng này liền có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút nhẫn nại không ở. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện đang tại cùng bọn hắn truyền đấu Boston, lộ ra cười lạnh, chỉ là đại địa thần vương trung kỳ, cũng dám cản ta. Dứt lời, ba không muốn lại trì hoãn, lập tức hiện ra bản thể. Hư không bên trên lập tức xuất hiện một tôn ma xà, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên đầu sinh ra một chiếc sừng, một đôi màu đỏ tươi say tử như máu tháng, bên trong lệ khí tức giống như đại dương hừng hực. Thiên phú thần thông, bản tôn thiên địa. Một giây sau, kia ma xà bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt đã tăng vọt đến 10 vạn .000 mét chi lớn, bao trùm toàn bộ phương viên, đầu cũng từ một cái biến thành hai cái, sau lưng cái đuôi cũng nhiều một đầu. Chết. Ba lạnh lùng phun ra cái chữ này, sau một khắc, phía sau cái đuôi mang theo vô lượng uy áp, đánh về phía Watson. Tốc độ quá nhanh, tân căn bản không kịp rút lui, chỉ có thể đón đỡ. Cái sau trong mắt bạo trừng, đại địa thần lực cùng không cần tiền giống như điên cuồng trào ra ngoài, hóa thành từng tầng từng tầng màu vàng đất trong suốt vòng bảo hộ, ngăn trở toàn thân. Oanh. Tựa như thiên lôi đụng địa hỏa, to lớn va chạm âm nhộn nhạo lên, nhường hư không đều đang chấn động. Watson màu đất vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn ra, nhưng hắn bản thân lại không chuyện. Một kích này, đỡ được. Quá cứng rắn a. À. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến một bên khác thần vương cấp khô lâu tới gần hai đại thần vương cấp tồn tại ra tay cho dù aston là am hiểu phòng ngự đại địa thần vương đều không thể chống lại đội trưởng có nguy hiểm chúng ta muốn đi hỗ trợ bằng không thì toàn xong nhưng cái này chút thú nhân cùng khô lâu quá nhiều căn bản không kịp trợ giúp phù lạc bọn họ xa xa nhìn thấy aston đang bị hành hạ nội tâm lo lắng cả đám đều muốn xông tới nhưng lại không có biện pháp gì điếu chiến cũng thân hãm đại quân đang bao vây nội tâm lâm vào xoắn suýt bên trong nên sử dụng hay không một chiêu kia đó là hắn ác chủ bài chỉ cần dùng đi ra tất nhiên có thể quét dọn những đại quân này nhưng hắn cũng biết lâm vào suy yếu kỳ trong chiến trường lâm vào suy yếu kỳ không thể nghi ngờ là trí mạng một sự kiện ngay tại điếu chiến nội tâm thiên nhân giao chiến thời điểm bỗng nhiên bầu trời ảm đạm xuống tiếp theo phương viên bên trong hoàn toàn bị sấm sét màu tím nơi bao bọc oanh 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 một giây sau vô cùng vô tận lôi điện từ cửu thiên thượng lập tối mà hóa thành ánh đao màu tím, nghiền ép toàn trường. Ta 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 than thở. Trong nháy mắt, ở đây sở hữu thú nhân cùng khô lâu trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó nhục thân chôn vùi, tại chỗ chỉ còn lại có từng mai từng mai thần cách, phiêu tán tại bốn phía. Phong vân thật là mạnh. Tốt, thật là lợi hại. Đội viên khác nhận không được chấn kinh, đã vì phong vân một đao kia lôi đao bá đạo, cũng vì hắn thần lực khổng lồ. Liền ngay cả điếu chiến cũng bị kinh ngạc, dạng này công kích hắn tự hỏi cũng có thể thi triển đi ra, nhưng lại chắc chắn sẽ không giống phong vân nhẹ nhàng như vậy, cái sau chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản nhìn không ra hơi kém hao tổn. Cái gì? Đang tại cùng chùi Austin 3 nhìn phía xa chấp đao mà đứng phong vân, thật mạnh công kích, cốt khổng lồ thần lực, đều so ra mà vượt ta. Yêu tộc nhục thân khổng lồ, thần lực tự nhiên cũng nhiều, đây là công nhận. Nhưng bây giờ phong vân một cái thượng vị thần, tại thần lực phương diện, thế mà cùng hắn tử bình, cái này liền có một chút lợi hại. Dạng này thiên tài. Ba ánh mắt chấn động, cái này tất nhiên là siêu cấp thiên tài, có được chính diện chống lại thần vương chiến lực. Lại thêm những cái kia thượng vị thần chiến tướng, liền phương diện chiến lực, bọn họ đã rơi vào hạ phong. Rút lui. Nghĩ tới đây, ba lập tức truyền âm cho khô lâu, cực kỳ quả quyết. Chương 566, Họa tào Một Đao Miễu. Canh 3. Ba. ba hôm qua cực kỳ quả quyết, tại phát hiện phe mình chiến lực lạc hậu sau đó, không chút do dự lựa chọn rút lui. Trên chiến trường nếu như không thể tốt chiến tốt thắng nói, căn bản không có lại đánh tất yếu vạn nhất bị đừng tiểu đội phát hiện, cho đến lúc đó, muốn đi, liền đi không xong. Muốn đi. Watson bị chùi y lâu như vậy, đã sớm nghẹn một bụng khí, bây giờ thấy phong vân đại phát thần uy, chỗ nào chịu buông tha hai cái này dị tộc thần vương. Đại địa không gian. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa pháp tắt tuôn ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn màu đất không gian, đem ba phê cùng khô lâu bao ở trong đó. Lực đẩy. Ông. Một cổ bàn bạc lực đẩy đánh vào ba cùng khô lâu trên thân, đem bọn hắn từ đằng xa trực tiếp bắn trở về. Cái này đại địa không gian bên trong, lực hút cùng lực đẩy đều thuộc về hắn khống chế, có chút giống trên địa cầu phong vân đã từng thấy qua hung thú thiên phú, bất quá cái kia cái bi lực cùng cái này so ra, quả thực là đông đóng cùng ngày xưa sáng chói. Mượn cái này cơ hội, ma chủ y tiểu đội thành viên khác đều vây giết tới, bọn họ cùng nhau phát động sát chiêu, đối ba cùng khô lâu liền mời đến tới. Hoặc thi triển công kích linh hồn, hoặc là tiến hành binh khí công kích từ xa, hoặc là vật chất công kích không cầu có thế sát thương cái này hai tên dị tộc thần vương, có thế chỉ cần ảnh hưởng một điểm, liền có thể nhường đội trưởng Austin nhẹ nhõm một chút. Ta đến. Điếu chiến vừa mới nhìn thấy phong vân uy thế, giờ phút này cũng muốn đi lên tú một đợt thao tác. Hắn đem thần lực cùng bản nguyên phí nhập bạch kim trường thương bên trong, đâm ra một thương, tựa như sao chổi rơi xuống, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền xuất hiện tại khô lâu thần vương hậu phương. Thần thú nhục thân cực mạnh, khó mà xuyên thủng, nhưng khô lâu thần vương liền không giống nhau, thuộc về thần vương bên trong tương đối yếu kém. Mũi thương trong nháy mắt đâm vào khô lâu thần vương bên ngoài thân xương cốt bên trên, phát ra kinh thiên nổ đùng, nhưng lại bị khô lâu thần vương sinh sinh ngăn trở. Khô lâu thần vương mặc dù tương đối yếu kém, nhưng này cũng là thần vương, hắn khô lâu thể cũng là đi qua rèn luyện, mặc cho điếu chiến lực công kích, hiển nhiên không đủ để phá hủy. Ngươi tổn thương không được ta, dừng. Khô lâu thần vương trong hốc mắt quan diễm nhanh chóng lấp lóe, tản mát ra mãnh liệt tà ác ý niệm. Thần vương quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy biếu chiến mặt liền biến sắc. Bất quá hắn công kích mặc dù không có trọng thương đối phương, nhưng cũng khiến khô lâu thần vương chấn động, bị ép gián đoạn công phạt. Đáng tiếc, cũng chỉ là như vậy. Một giây sau, khô lâu thần vương liền khôi phục như lúc ban đầu, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Ta tới đi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Hoa. Trong chớp mắt, có tử quan lóe lên. Công phạt lại lần nữa đánh về phía khô lâu thần vương. Sớm có kinh nghiệm khô lâu thần vương tràn đầy tự tin, thế nhưng là sau một khắc, Hắn cũng cảm giác được so lúc trước đáng sợ nhiều lực trùng kích trực tiếp xuyên thấu qua hắn khung xương, truyền lại đến hắn hồn hỏa bên trong. Ông. Làm hắn hồn hỏa phi tốc run rẩy, cực hạn nguy hiểm bao phủ hắn. Không. Khô Lâu Thần Vương phát ra sợ hãi tiếng kêu, nhưng đã không kịp, một giây sau, đáng sợ lực trùng kích trực tiếp đem hắn hồn hỏa cho tách ra. Không có hồn hỏa điều khiển, hắn Cô Lâu thể cũng vô pháp duy trì, trực tiếp tan ra thành từng mảnh ra, hóa thành một đống bạch cốt. Cô Lâu Thần Vương, chết. Cái gì? Ma chủ y tiểu đội thành viên, bao quát quá tân ở bên trong, lúc này đều bị kinh sợ, trên mặt tràn ngập rung động. Nhất là điếu chiến, các cao nhìn chầm chầm phong vân, suýt nửa cắn một cái rơi đầu lưỡi mình, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Mà đổi thành một bên, đang tại cùng Austin đại chiến ba hôm qua thấy cảnh này, hồn đều muốn dọa bay. Hắn thấy cái gì, khô lâu thần vương, lại bị cái kia hắc giáp thanh niên một đao cho miễu. Cái này mẹ nó cấp bậc gì chiến lực. Mặc dù khô lâu thần vương tại thần vương bên trong là hạng chót, nhưng này cũng là một vị thần vương A, so thượng vị thần mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Kết quả bây giờ bị một đao diệt. Ba hôm qua tự hỏi chính mình muốn làm đến điểm này, tối thiểu muốn phát huy hắn mấy thành lực lượng mới được. Đáng chết, đá trúng thiết bản. Ba hôm qua sắc mặt khó coi một nhóm. Tiếp tục như vậy không được, phong vân nếu là cùng Austin liên thủ, liền hắn nói không chừng cũng muốn vẫn lạc tại nơi này. Chú ý không nhiều như vậy. Ba hôm qua vốn đang không nghĩ thụ thương rời đi, nhưng bây giờ Austin liều mạng cuốn lấy hắn, a a a hắn cuồng hống một tiếng phía sau một đầu đuôi rắn bỗng nhiên đứt gãy ra phóng tới phong vân bọn họ phương hướng oanh đứt gãy đuôi rắn xuất phát ra chói mắt nhất quan huy giống như là một khỏa tinh cầu bạo tạc giống nhau vô cùng vô tận lực lượng quét sạch ra những nơi đi qua chôn vùi hết thảy lực lượng kinh cũng trực tiếp đem Watson tung bay đi ra ngoài xung quanh tinh không theo chi nổ tung xé rách ra từng đạo to lớn khe rảnh vô số không gian mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng tán đi cái gì vật hữu hình đều hủy diệt sạch sẽ tiếp lấy cổ này phản chấn lực lượng, ba lập tức phát động thiên phú thần thông, thân thể vụt nhỏ lại, biến thành bóng bàn cỡ như vậy, chất lượng áp suất đến cực hạn, trong nháy mắt liền lao ra, nhanh chóng biến mất. Hỗn đảng, nhưng hắn chạy, người lùng thần nghiến răng nghiến lợi nói. Không sao, cái đuôi là toàn thân hắn thần lực tinh hoa vị trí, đoạn một cây đối với hắn thực lực ảnh hưởng rất lớn. Watson mở miệng nói. Hắn cũng không có trông cậy vào lưu lại ba, một tôn thần thú, nếu thật là liều lên mạng tới chạy trốn, không phải hắn có thể ngăn lại hiện tại làm cho đối phương trả giá đắt, đã rất tốt. Phong Vân nhìn một chút, hắn thi triển thuấn di kỳ thật có thể đuổi theo, bất quá cái này là hắn lần thứ nhất tại cương ngoại chiến cuộc chiến đấu, vẫn là lấy quen thuộc làm chủ, cũng không sốt ruột săn giết dị tộc. Chúng ta đi, vừa rồi động tĩnh quá lớn, dừng lại thời gian quá lâu sẽ có những dị tộc khác đội ngũ chạy đến. Watson lập tức mang theo tiểu đội tiến phi thuyền, đem chiến lợi phẩm thu lấy sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Vành đai thiên thạch, trong tinh không. Ha ha, hơn ngàn thượng vị thần không gian giới chỉ, tăng thêm một vị thần vương không gian giới chỉ, lần này thu hoạch lớn bội thu a. Trong phi thuyền, thần phát ra tiếng cười to, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Đây hết thảy đều dựa vào Phong Vân, không có hắn, chúng ta đừng nói thu hoạch được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, sợ là người đều muốn trực tiếp lạnh. Phù Lạp một đôi đôi mắt đẹp rơi vào yên tĩnh ngồi ở chỗ đó Phong Vân, trong mắt còn lưu lại rung động, cùng nồng đậm hiếu kỳ. Phong Vân tự hồ mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, cho dù giết chết một vị thần vương cũng không có nhường hắn lộ ra cái gì kích động hưng phấn tâm tình chập chờn. Đúng vậy a, à, lần này nhờ có Phong Vân. tân trịnh trọng gật đầu, lập tức hướng Phong Vân thi lễ, may mắn có ngươi, bằng không thì ma chủ y tiểu đội hôm nay coi như không bị hủy diệt, sợ là cũng tổn thương hơn phân nữa. Phong Vân đứng lên, nhường qua một bên, không cần khách khí đội trưởng, chúng ta là một đội, đây là cần phải. Chương 567, đây là nơi nào đến đại biến thái? canh 1. Tại Phong Vân kiên trì dưới Watson mới không có tiếp tục hành lễ. Hắn cũng không phải già mồm người, bất quá lại đem phần ân tình này ghi ở trong lòng, thầm nghĩ về sau có đôi khi tìm cơ hội tất báo. Đúng, chúng ta lần này quân công còn không có nhìn đây. Lúc này, một bên thần bỗng nhiên nói ra. Nâng lên quân công, nguyên bản còn có chút trầm mặt tiểu đội thành viên, cũng đều nhao nhao mở miệng. Ta lần này giết 20 cái thượng vị thần, trong đó thượng vị thần đại viên mãn 5 cái, thượng vị thần hậu kỳ 5 cái, thượng vị thần trung kỳ 10 cái, tổng cộng là 8.500 điểm quân công. Phù Lạp dẫn đầu nói. Dựa theo quân đội quân công chế độ, giết chết một cái thượng vị thần đại viên mãn dị tộc, có thể đạt được 1.000 quân công, giết chết một cái thượng vị thần hậu kỳ dị tộc, có thể đạt được 500 quân công, mà giết chết thượng vị thần trung kỳ, thì thu hoạch được 100 quân công, giết chết sơ kỳ là 50 quân công. Mà giết chết một vị thần vương, cho dù là ban đầu kỳ, cũng có một vê đức quân công. Phù Lạp vẫn là lợi hại, ta mới giết chết 10 cái thượng vị thần, đại viên mãn liền một cái, còn lại đều là trung kỳ, cũng liền 1900 quân công, thần bất đắc dĩ nói. Niệm hồn sư có thể viễn trình điều khiển binh khí niệm lực, nhất địch hiệu suất là những võ giả khác không thể so sánh. Dù cho là công phạt lực chí cường lưỡi kiếm, cũng chỉ là cùng phù lạp khó khăn lắm cân bằng mà thôi. Còn lại nhạc mã thuộc về chữa bệnh nhân viên, chỉ được cái 1067700 quân công. Mà điếu chiến, sau phù lạp cùng kiếm đao mạnh hơn một chút, giết 30 cái thượng vị thần, thu hoạch được hơn một vạn quân công. Nhưng hắn lại không chút nào vui vẻ ý tứ, bởi vì bên cạnh còn có một cái cứu cực biến thái. Phong Vân, ngươi bao nhiêu quân công a, thần cái thứ nhất nhịn không được dò hỏi. Những người khác, bao quát lưỡi kiếm cùng điếu chiến, đều trước tiên nhìn qua, hiển nhiên rất ngạc nhiên. Phong Vân nhìn xem chính mình máy truyền tin, nhẹ nhàng nói, 13 v đứt nhiều a. Lời này vừa ra, phù lạc bọn họ lập tức hít vào một ngụm lạnh khí. Nhìn xem Phong Vân ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Điếu chiến toàn thân chấn động, cho dù hắn sớm có đoán trước nhưng nghe đến cái này so với hắn nhiều gấp bội quân công, vẫn là bị chấn một câu đều nói không ra. Lần thứ nhất xuất chiến liền có thể thu hoạch được mấy trăm ngàn quân công, quá mạnh a." À. Thần liếu lưỡi nói, hồi tưởng hắn lần thứ nhất xuất chiến lúc mới thu hoạch được rải rác mấy cái quân công, cùng Phong Vân đơn giản không thể so sánh a. À. Lần này địch nhân kia đại bộ phận đều là chết dưới tay Phong Vân, tự nhiên hắn quân công rất cao. "Đội trưởng Watson khẽ cười nói, hắn lần này thu hoạch được quân công cũng không cao, thậm chí còn rất thấp, không có cách hắn toàn bộ hành trình liền bị kia hai cái dị tộc thần vương bạo chủ y nếu không phải hắn là đại địa thần vương đã sớm lành lạnh cho đến lúc đó đừng nói quân công người khác muốn trực tiếp không có đúng phong vân ngươi quân công hạng mức là bao nhiêu? quaston bỗng nhiên nói cái gọi là quân công hạng mức dĩ nhiên chính là quân đội cho mỗi một cái tham chiến nhân viên quy định quân công hạng mức cao nhất chỉ cần vượt qua cái này hạng mức cao nhất ngươi là đi hay ở quân đội cũng sẽ không quản đây cũng là một loại khác loại phục binh dịch ta a à phong vân mở miệng nói mười ức a à. hắn nói tùy ý nhưng rơi vào ở đây người trong lỗ tai vậy liền không có thua kém sấm dậy đất bằng bao nhiêu mười ức ta thiên ta không nghe lầm chứ ta dựa vào ta mới mười vạn ta là thượng vị thần đại viên mãn a quân công hạng mức vậy mà vậy mà so ta nhiều nhiều như vậy một người quân công hạng mức trên thực tế cũng phản ứng ra cái này cá nhân thực lực mạnh yếu nói như vậy thượng vị thần thấp nhất quân công hạng mức là một nghìn cao nhất là mười ức không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng phần lớn đến thượng vị thần cũng liền tại 1.000 đến 9.000 v đúc trái phải bồi hồi, liền lên ức đều rất ít, chớ nói chi là không giới hạn 10 ức. Cái này toàn bộ thứ chín đại chiến khu, thượng vị thần cấp độ, quân công hạng mức đạt tới 10 ức, đoán chừng một cái tay đếm đi qua. Cho nên phong vân cái này 10 ức hạng mức tuôn ra đến, có thể nghĩ có bao nhiêu rung động hiệu quả. Điếu chiến ở bên cạnh một mặt thất bại, hắn quân công hạng mức là 100 triệu, cái này đã vượt qua 80% thượng vị thần chiến sĩ, đã là nhất đẳng cường giả nhưng thứ gì đều sợ tương đối. Hắn hiện tại đứng bên người một cái quân công hạng mức 10 ức, cái này khiến hắn căn bản không vui. Điếu chiến. D. L. L. D N. M. Đây là nơi nào đến cứu cực đại biến thái A. Em đi, còn muốn hay không người sống. Phong vân có thế chính diện giết chết một vị thần vương, mặc dù là yếu nhất khô lâu tộc, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn chiến lực có thể địch nổi thần vương sơ cấp, có này quân công hạng mức rất bình thường. Watson mở miệng nói. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết, Phong Vân có được 10 ức quân công hạng mức, chỉ là bởi vì đây là thượng vị thần cực hạng mà thôi. Đây là thượng vị thần cực hạng, nhưng lại không phải Phong Vân cực hạng. Bọn họ làm sao biết Phong Vân chiến lực là đáng sợ đến bực nào, tại bọn họ đáy lòng, có thể chính diện cho dù thần vương sơ kỳ, đã đầy đủ nghịch thiên. Cho dù là điếu chiến, cũng không có đạt tới cấp độ này. Lần này tốt, đội chúng ta bên trong trừ đội trưởng bên ngoài, lại nhiều một vị thần vương cấp chiến lực. Đội viên khác đều mang chờ mong ánh mắt nhìn Phong Vân cứ như vậy, bọn họ toàn bộ đội ngũ vô luận là thu hoạch được quân công, vẫn là sinh tồn trình độ, đều chiếm được đề cao thật lớn. Phong Vân không nói gì, hắn hiện tại chỉ là đang quen thuộc chiến trường, chờ hắn quen thuộc không sai biệt lắm, liền nên rời đi. Tại cái đội ngũ này bên trong, thu hoạch được quân công tốc độ quá chậm, hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Tiếp đó, chúng ta muốn đi trước là Khải Minh vành đai Thiên Thạch, phụ trách quét sạch nơi đó dị tộc. Western nhìn các vị đồng đội một chút, sau đó mệnh lệnh phi thuyền trí năng xuất phát. Ông phi thuyền nhẹ nhàng chấn động một giây sau bỗng nhiên tăng tốc mấy cái thời gian lập lòe biến mất tại đen kịch vũ trụ bên trong xa xôi cương nơi khác mang một chiếc rách nát phi thuyền cẩn thận từng ly từng tí tại vũ trụ bên trong xuyên qua trong phi thuyền đáng chết đáng chết những cái kia đáng giận nhân loại hại ta tổn thất 50% bản nguyên trong phòng lái thần thú ba trong mắt tràn đầy oán độc cừu hận hao tổn 50% bản nguyên nhưng hắn thực lực giảm đi nhiều Hắn tối thiểu muốn hao phí một cái kỷ nguyên thời gian đến khôi phục. 50% bản nguyên, cho dù khôi phục, ta mơ tưởng lại tiến thêm một bước, đời này tại dừng bước tại thần vương sơ kỳ. Ba trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, có thể nói nhân loại, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết cực kỳ thảm. Ta nhất định phải báo thù. Nghĩ tới đây, ba hôm qua quyết định tìm kiếm giúp đỡ. Về phần tìm ai, trong lòng của hắn đã có một cái rất cốt lựa chọn. Ba Ti Minh Điện Hạ, ta ba thiên ma xà nhất tộc thiên tài, thần vương sơ kỳ đã có được chính diện đánh bại thần vương hậu kỳ thực lực, tất nhiên có thể xử lý cái kia hắc giáp nhân loại thanh niên. Báo thù cho ta. Chương 568, dị tộc thiên tài. Canh 2. Ba hôm qua nghĩ tới đây, lập tức ý thức nhận nhập máy truyền tin, cho ba ti minh gửi đi bưu kiện đi qua. Hắn ngược lại là muốn video trò chuyện tới, nhưng lại không dám. Thú tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có thượng cấp chủ động khởi xướng video trò chuyện mới được, nhưng hạ cấp tự mình đi khởi xướng, đó là tuyệt đối không thể nào, thuộc về đi quá giới hạn. Gửi đi sau khi hoàn thành, ba hôm qua bắt đầu yên lặng chờ tin tức, trong lòng của hắn cũng không lo lắng ba ti minh sẽ cự tuyệt. Loại kia thiên tài, ba ti minh điện hạ tất nhiên sẽ vô cùng khát vọng, ba nôn trong lòng yên lặng nói. Thú tộc đối với đánh giết thiên tài ban thưởng dị thường phong phú, nhất là loại kia siêu cấp thiên tài, đánh giết một tôn, so ra mà vượt giết một nghìn tôn đồng cấp thần vương. Ba ti minh điện hạ khẳng định sẽ vui vẻ mà đến. Dài đằng đẳng vũ trụ bên trong một tòa tựa như pháo đài bay giống nhau phi thuyền tại chạy chậm rãi lấy. Bên trong có rất nhiều nô bộc tới tới đi đi, trong đó thậm chí có thần vương cấp nô bộc. Mà bọn họ phục thị tồn tại, chính là bưng ngồi ở trung ương trên bảo tọa một cái thân ảnh to lớn, nó hình dáng tướng mạo cùng ba vị giống như đúc, đều là sinh ra đầu rắn, phía sau một đầu cực đại vô cùng cái đuôi. Chỉ bất quá hắn toàn thân lân phiến là kim hoàng sắc, như thái dương giống nhau lóa mắt. Một đôi mắt cũng thế, tản ra băng lãnh rực rỡ, để cho người ta không rét mà run chính là ba thiên ma xà nhất tộc thiên tài, ba ti minh. Tộc để cho ta đi ra lịch luyện, quy định ta nhất định phải đạt tới năm ức quân công mới tính hợp cách, hiện tại thượng ngàn năm trôi qua, mới khó khăn lắm đạt tới 100 triệu quân công mà thôi. Ba ti minh trong tay bưng một cái ly thủy tinh, bên trong chảy xuôi không phải rượu, lại là màu đỏ tươi tiên huyết. Giết một cái thần vương sơ kỳ một vê đức quân công, trung kỳ là ba vê đức, hậu kỳ là năm vê đức, đại viên mãn là 10 vê đức. Lấy ba ti minh bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể chém giết thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ trở lên, hắn liền lực như chưa đến. Cho nên ngàn năm trôi qua, hắn cho dù mỗi ngày đều đi ra săn giết nhân loại tộc quần cường giả, cũng mới thu hoạch được 100 triệu quân công, khoảng cách năm ức, còn rất dài thời gian. Muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, chỉ có giết nhân loại tộc quần thiên tài. Ba ti minh lẩm bẩm, một cái nhân loại thiên tài mang đến điểm tích lũy, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Từ đó hắn giết qua một lần về sau, liền nếm đến ngon ngọt, biên cùng muốn ám sát nhân loại tộc quần thiên tài nhưng thiên tài lang là dễ dàng như vậy gặp được, cho nên đến nay ba ti minh đều không có giết qua mấy tôn nhân loại thiên tài. Tích! Ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân! Ba ti minh cúi đầu nhìn lại, ba cho ta phát bưu kiện. Tò mò, hắn nhẹ nhàng ấn mở, lập tức một cái màn hình giả lập bắn ra đến, phía trên hiện ra một đoạn văn. Điện hạ, ta phát hiện nhân loại thiên tài, trong đó có một cái thượng vị thần sơ kỳ, có được chính diện chống lại thần vương sơ kỳ thực lực. Cái gì? Ba Ti Minh nhìn thấy câu nói này, hô hấp bỗng nhiên dùng dập lên, trong mắt cũng là bốc lên hồng quang, đó là kích động. Thượng vị thần sơ kỳ liền có thể chính diện chống lại thần vương sơ kỳ, dạng này thiên tài, tất nhiên là nhân loại tộc quần bên trong siêu cấp thiên tài. Nếu như có thể đánh giết Ba Ti Minh thì tương đương với đánh giết một nghìn tôn thần vương đại viên mãn, cũng chính là đem thu hoạch được một ức điểm tích lũy. Một ức điểm tích lũy a? Cái này thì tương đương với hắn tổng điểm tích lũy một phần năm. Sau so ra mà vượt hắn đi qua một thời gian ngàn năm khổ công nghĩ đến đây ba ti minh căn bản là không có cách chờ đợi lập tức bấm ba trâu thông tin tài khoản vũ trụ một góc ba hôm qua đang tại lật thủ ngóng trong bỗng nhiên hắn máy truyền tin nhắc nhở có video trò chuyện sắc mặt hắn cuồng hỉ lập tức lựa chọn tiếp nhận ông lập tức một cái video xuất hiện ở giữa không trung trong tấm hình chính là ba ti minh ngồi cao tại trên bảo tọa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn tham kiến điện hạ ba hôm qua lập tức hành lễ nói qua wow, ngươi nói là thật sao thật có như thế thiên tài, Ba Ti Minh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Là, Điện hạ, ta vừa mới tao ngộ bọn họ, cùng ta hợp tác khô lâu tộc thần vương bị hắn xử lý, ngay cả ta cũng là liều mạng mới thoát ra đến." Ba hôm qua lập tức nói. "Ngươi nhớ kỹ bọn họ vị trí sao?" "Bẩm Điện hạ, ta đã trên người bọn hắn lưu lại huyết mạch ấn ký, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng có thể đại khái đánh giá ra bọn họ phương vị." Ba nói ra. Lúc trước hắn tự đoạn một đuôi thời điểm, huyết dịch hỗn hợp thần lực vẫy ra, mà chủ y tiểu đội các đội viên hoặc nhiều hoặc ít dính vào một chút. Loại này ấn ký không có gì tác dụng khác, với lại cực kỳ yếu ớt, không thèm quan tâm nói, sẽ ở nửa tháng sau tiêu trừ, rất khó để cho người ta phát hiện. Bất quá bây giờ a, lại có thể coi như truy tung tín hiệu dùng. Rất tốt, ngươi đưa ngươi vị trí gửi đi tới, ta lập tức đi tới. Ba ti minh đã không kịp chờ đợi muốn đuổi tới. Vâng. Ba vị lúc này đem vị trí tọa độ gửi đi đi qua. Sau đó, video trò chuyện kết thúc a à a à, đáng chết nhân loại chờ điện hạ tới các ngươi liền biết cái gì gọi là ác mộng ba hôm qua phát ra âm lãnh cực kỳ nụ cười một bên khác phong vân cùng ma chủ y tiểu đội thành viên bọn họ đang tại phân chiến lợi phẩm bất quá phong vân không hứng thú lắm với hắn mà nói những vật này hắn thực sự không cần thấy thế nào được chân chính nhường hắn cảm thấy hứng thú là kia hai cái dị tộc thần vương hình chiếu lúc trước đại chiến lúc phong vân sớm đã thừa thế đem bọn hắn đều hình chiếu hình chiếu đối tượng ba ba thiên ma xà nhất tộc tuổi tác, 100 v đức tuổi. Cảnh giới, thần vương sơ kỳ. Kỹ đợt. Thần vương cấp thú kỹ, tê liệt nhất kích. Thần vương cấp thú kỹ, hư vọng chi đồng. Thần vương cấp thú kỹ, xí liệt thổ tức. Thần vương cấp hỏa hệ công pháp, xích thú điển. Thiên phú thần thông, bản tôn thiên địa. Thượng vị thần cấp hỏa hệ thiên phú. Hỏa chi phát tắc, hai tầng. Hình chiếu đối tượng, khô lâu thần vương. Tuổi tác, 100 v đức tuổi. Cảnh giới, thần vương sơ kỳ rơi xuống. Thần Vương cấp cốt kỹ bạch cốt đao điển, Thần Vương cấp cốt kỹ tu minh chi thủy, Thần Vương cấp thủy hệ công pháp thủy cốt chân kinh, thượng vị thần cấp thủy hệ thiên phú, thủy chi pháp tắc một tầng. Phong vân quét mắt một vòng trong gương hình chiếu, hai cái này Thần Vương rơi xuống bản thực sự bình thường, nhất là khô lâu Thần Vương, quả thực là hắn gặp qua nhất lạnh Thần Vương bản, cũng khó trách gia hỏa này bị hắn một đao miểu, thực lực này, thật là yếu thật nhiều, đoán chừng cũng liền so luyện hóa thần cách Thần Vương mạnh hơn một chút bất quá chung quy là hai vị thần vương, cái khác không được, lĩnh ngộ pháp tắc là thật. Thú kỹ cùng cốt kỹ, đoán chừng cũng là cùng võ kỹ không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là cách gọi biến mà thôi. Phong vân nội tâm âm thầm đường chính. Chương 569, đoán em gái ngươi A. Canh 3. Không biết cái này ba thiên ma xà nhất tộc thiên phú thần thông ta có thể hay không dung hợp. Phong vân ý thức tiếp cận ba hôm qua rơi xuống bản bên trong bản tôn thiên địa thần thông. Môn này thiên phú thần thông, theo hắn biết, là nhường thân thể biến lớn thu nhỏ kỹ năng. Loại kỹ năng này, tại nhân loại tộc quần bên trong là không có, cũng có khả năng có, nhưng tuyệt đối thưa thất, hoặc là nói, có cực mạnh hạn chế tính. Không có khả năng như ba thiên ma xà nhất tộc dạng này thành vì bản năng thiên phú, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển cái này bản tôn thiên địa, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, nếu như có thể tuôn ra đến dung hợp, cũng không phải không được. Phong vân sờ lên cầm nghĩ đến. Đương nhiên, chờ hắn tuôn ra đến, đoán chừng muốn một đoạn thời gian về sau. Cái này Thiên Phú thần thông bạo tỷ lệ không cần nghĩ liền biết rất thấp, chậm rãi chờ a. À. Phong Vân, đây là ngươi kia phần chiến lợi phẩm, tiếp lấy. Lúc này, Phù Lạp đưa qua một cái không gian giới chỉ, bên trong là lần chiến đấu này thu hoạch chiến lợi phẩm. Bên trong là lần này tám thành chiến lợi phẩm. Bởi vì chuyến này hắn xuất lực nhiều nhất, khi chiếm cứ tám thành, còn lại hai thành thì là ma chủ y tiểu đội những người khác phân. Phong Vân gật gật đầu, nhận lấy nhận lấy. Mặc dù hắn không thèm để ý cái này chút đồ vật Bất quá cái này là tiểu đội quy củ, cũ, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền nhận lấy. Chiến lợi phẩm phân phối xong sau đó. Western nhìn xem phi thuyền tiến lên lộ trình, quay người đối đồng bạn nói, chuẩn bị một chút, lại có một giờ, chúng ta liền đạt tới Khải Minh vành đai thiên thạch, đề phòng chút. Minh Bạch. Chúng bạn lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Biếu chiến lúc này nhìn một chút bên cạnh yên tĩnh ngồi phong vân, miệng há trương, giống như là muốn nói gì bộ dáng, nhưng trương nửa ngày một chữ lại không nói ra ngươi có phải hay không muốn hỏi ta đến từ chỗ nào ngay tại điếu chiến muốn từ bỏ thời điểm một thanh âm bỗng nhiên truyền đến điếu chiến lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phong vân đang lẳng lặng nhìn xem hắn điếu chiến nuốt nuốt nước bọt chậm rãi gật đầu nói phong vân nhẹ nhàng cười cười miệng có chút mở ra ngay tại điếu chiến cho là hắn muốn nói chính cảm thấy khẩn trương thời điểm đã thấy phong vân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng phun ra hai chữ ngươi đoán điếu chiến biểu lộ lập tức ngưng kết ở trên mặt sau một khắc đoán em gái ngươi a điếu chiến chuyển qua cùng đáy nồi giống nhau mặt đen hoàn toàn không nghĩ lý phong vân cứ như vậy sau một tiếng ma chủ y tiểu đội thuận lợi đến khải minh vành đai thiên thạch đến sau này bọn họ đều cực kỳ cảnh giác treo lên 12 phần tinh thần thời khắc làm tốt bị người sờ vuốt tới cửa đến chém giết chuẩn bị cũng không lâu lắm ma chủ y tiểu đội bên trong cùng loại điều tra viên giống nhau phù lạp liền phát hiện 6 cái dị tộc cũng là một tiểu đội bất quá cái này cái tiểu đội thực lực lệch yếu sáu cái dị tộc thực lực đều tại thượng vị thần đại viên mãn, so với mài chủ y tiểu đội phải kém một cái cấp bậc. Đang quan sát một lát, vững tin phụ cận không có những dị tộc khác về sau, Watson liền hạ khiến đi ám sát chi này dị tộc tiểu đội. Đương nhiên, phong vân là không có tham dự hành động lần này. Với hắn mà nói, những này thượng vị thần như tờ giấy giống nhau yếu ớt, những cái kia quân công cùng chiến lợi phẩm hắn cũng không thế nào để ý. Watson bọn họ tự nhiên không ngoài ý muốn, chỉ là nhường phong vân áp hậu, phòng ngừa dị tộc tiểu đội chạy trốn đối phó sáu cái thượng vị thần đại viên mãn, còn muốn phong vân ra tay, thật sự là đại tài tiểu dụng. Mà tại quá sân bọn họ lúc chiến đấu. Xa xôi bên ngoài. Một tòa pháo đại bay giấu ở không gian bên trong, vô thanh vô tức tới gần nơi này. Trong phòng lái. Ba ti minh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, đứng bên cạnh ba vị. Điện hạ, máy thăm dò kiểm trắc đến phía trước xảy ra chiến đấu ba đồng, cũng kiểm trắc đến ba đại nhân lưu lại huyết mạch lạc ấn. Một tên từ cung kính nói. Điện hạ, khẳng định liền là bọn họ, ba vị tràn ngập hận ý nói. Rất tốt, tới gần, ba tiên minh hưng phấn liếm liếm khóe miệng tiên huyết, trắng trên mặt lóe ra yêu dị hồng quang. Như là muốn tiến hành một trận giết chóc thịnh yến. Khải Minh vành đai thiên thạch một góc, ma chủ y tiểu đội chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Sáu cái dị tộc thượng vị thần đại viên mãn đã bị tiêu diệt năm cái, còn lại cái cuối cùng cũng là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Phong vân lẳng lặng đứng tại không trung, bình thản thông dong. Ân. Ừ. Bỗng nhiên, hắn mày nhăn lại, quét về phía nào đó một chỗ phù hợp không gian. Từ nơi đó, hắn cảm nhận được không gian dị thường ba động. Hắn không gian năng lực những năm này mặc dù không có gì quá tiến nhanh bước, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái không gian thiên phú người, đối không gian nhạy cảm cảm giác tự nhiên là thường nhân không cách nào với tới. Có dị tộc đến, nhìn cái phương hướng này là hướng về phía chúng ta tới a. Phong Vân nguyên bản cho rằng cổ này dị tộc là đi ngang qua, nhưng không nghĩ tới đối phương không chút do dự hướng nơi này mà đến, mắt rất rõ ràng. Mà cách gần đó Phong Vân cũng cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Khí cơ này, ba thiên ma xà nhất tộc, là đến báo thù sao? Hắn trong nháy mắt liền đoán ra nhóm này dị tộc mắt. Biết ta hiển lộ ra thực lực còn dám tới, xem ra là nắm chắc 10 phần. Phong Vân thầm nghĩ, xem ra dựa vào ma chù y tiểu đội, khẳng định không cách nào chống lại. Chỉ có thể ta ra tay, không biết đến dị tộc có phải hay không thiên tài. Dị tộc giết nhân loại thiên tài có đặc thù ban thưởng, trái lại, nhân loại giết dị tộc thiên tài tự nhiên cũng giống vậy. Đội trưởng, có địch nhân tới gần. Khi mài chủ y tiểu đội tiêu diệt cuối cùng một cái thượng vị thần sau đó, Phù Lạp bỗng nhiên mở miệng, cũng chỉ vào một cái phương hướng nói. Ma tiểu đội thành viên lập tức nhìn sang, chỉ thấy nơi xa một đạo lưu quan nhanh chóng lao tới, chớp mắt đi tới gần. Hiển lộ thân hình về sau, lại là ba vị. Ngươi lại còn dám xuất hiện. Watson bọn họ từng cái kinh ngạc, ba hôm qua bây giờ chỉ có toàn thịnh thời kỳ 50% thực lực, cũng địch ám sát bọn họ. Hừ hừ, không tận mắt các ngươi chết không thể được. Ba duy nhất mặt tàn nhẫn chi sắc, nhưng quá sân trong lòng bọn họ dâng lên một vòng bất an. Mà vừa lúc này, ầm ầm, nơi xa một phương hướng khác, chợt bột phát ra vô cùng kinh khủng khí tức cường đại, bao trùm xung quanh vũ trụ. Chỉ thấy tại Khải Minh vành đai thiên thạch biên giới, một đầu to lớn song đầu xà xuất hiện, hoành trăm ngày, che đậy tinh thể, toàn thân tràn đầy vảy màu vàng kim, tựa như một vòng mặt trời. Một đôi to lớn hoàng kim hai con ngươi quét tới, Băng lãnh vô tình, sáng chói vô cùng, nhưng Washington thân thể bọn họ phát rung, sắc mặt đại biến. Hoàng Kim Ba Thiên Ma Sà Vẫn là thần vương cấp. Washington Kinh Hải nói Đây chính là Ba Thiên Ma Sà bên trong vương tộc, vô lượng là huyết mạch vẫn là chiến lực, đều không phải là kia ba hôm qua có thể so sánh. Chương 570, Thời gian, giam cầm Canh 1 Hoàng Kim Ba Thiên Ma Sà Vẫn là thần vương cấp. Vô lượng là Washington, vẫn là phù lạp, sáng tạo lực, vui, thần thậm chí là điếu chiến, tại thời khắc này sắc mặt đều thay đổi đến tái nhật khó coi. Xong, thần thân thể rung lên. Không, điếu chiến con mắt cách cao nhìn xem bốn phía, muốn ý đồ tìm ra sinh lộ. Nhưng cái này phương viên không gian vũ trụ bên trong, đều bị kia hoàng kim ba thiên ma xà phong tỏa, lại tại bốn phía khu vực biên giới, còn có đại lượng thú tộc tụ tập, khí thế trùng thiên, cuối cùng khí vô tận. Quá trong mắt có tuyệt vọng, điếu chiến, phù lạp, nhạc mã, thần, lưỡi kiếm, chúng ta liều đi, trên chiến trường chém giết lâu như vậy, đã sớm nghĩ tới vẫn lạc một ngày, cho dù chết cũng không thể để địch nhân như ý. Về phần Phong Vân, chúng ta sẽ liều mạng ngăn trở địch nhân, ngươi tìm cơ hội liền chạy, không cần quản chúng ta. Phong Vân mới lên vị thần sơ kỳ liền có chính diện đánh bại thần vương sơ kỳ thực lực, tất nhiên là siêu cấp thiên tài kia một ngăn, đối với dạng này thiên tài, tương lai trưởng thành, tất nhiên là nhân tộc trung kiên, thậm chí là thượng tầng lực lượng. 27. Chết ở chỗ này quá không đáng. Đúng, Phong Vân, ngươi tìm cơ hội chạy chúng ta đều có thể vẫn lạc, ngươi chết ở chỗ này quá hoang uổng. Còn có điếu chiến, có thế chạy cũng chạy đi, các ngươi là thiên tài, tiềm năng vô tận, mà chúng ta, sớm đã tìm lực hao hết, chết không có gì đáng tiếc. Từng cái đội viên, bao quát quá sân, quá lúc này căn bản vốn không chạy trốn vấn đề, bọn họ chỉ muốn liều mạng, cùng nhường phong vân cùng điếu chiến có thế chạy khỏi nơi này. Muốn chạy. Ta chính là chuyên môn vì giết nhân loại thiên tài đến. Ba ti minh ánh mắt bài thoát, mang theo lạnh lùng cùng tàn nhẫn, đồng thời khiến nói, kia hai cá nhân loại thiên tài giao cho ta, những người khác, các ngươi giải quyết. Vâng. Oanh. Lập tức kia thần vương nô bột cùng ba hôm qua phóng tới Boston, mà cái kia chút thú tộc thì cùng rống rống thẳng hướng phù lạc bọn họ những đội viên này, khí diễm ngập trời. Các huynh đệ, liều, Boston hô lớn. Giết. Các đội viên mang theo điên cuồng cùng một tia tuyệt vọng, cùng hống lấy lao ra. Phương Tây sắp tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nhưng, ngay lúc này từng cái cổ không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, trực tiếp đem ba ti minh khí thế nghiền áp xuống. Trong nháy mắt, Watson, điếu chiến cùng chúng đội viên, thậm chí là ba ti minh, ba vị chờ dị tộc, đều cùng nhau nhìn về phía khí tức đầu nguồn chỗ. Tiếp theo, vô luận là dị tộc, vẫn là Washington bọn họ, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin. Chỉ thấy phong vân đứng ở nơi đó, hắn khí chất cùng lúc trước mây trôi nước chảy bộ dáng hoàn toàn không giống, vô biên đáng sợ khí cơ lượng lờ ở chung quanh hắn một đôi mắt bên trong quan huy sau ba ti minh còn ống ánh hơn chói mắt giờ khắc này hắn như thiên thần thời gian cấm cố phong vân trong lòng nhắc tới nói một cổ vô hình lực lượng lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên phát tán ra trong chốc lát bao trùm xung quanh sở hữu không gian vũ trụ không chỉ là nơi này cũng bao quát toàn bộ khải minh vành đai thiên thạch thiên địa đứng im vạn vật như vẻ Quá tân bọn họ kinh hải phát hiện bốn phía hết thảy đều đình trệ không phải loại kia đơn thuần đứng im phản phất liền thời gian đều bị cấm chỉ giờ khắc này không chỉ là đại lượng thú tộc liền ngay cả kia ba ti minh cùng sông lại ba cùng vị kia thần vương tôi tớ, đều bị giam cầm ở nơi đó, động một cái cũng không thể động. Cái này, đây là cỡ nào năng lực? Ta lão thiên. Watson bọn họ từng cái hoàn toàn rung động, bực này năng lực bọn hắn căn bản liền không có gặp qua, tùy tiện sẽ tại nơi chốn có tồn tại đều giam cầm, liền cái kia ba ti cũng không ngoại lệ. Thật đáng sợ. Năng lực này, là không gian cầm cố sao? Vẫn là cái khác, điếu chiến cũng là một mặt kinh ngạc, hắn ở trong lòng không ngừng suy đoán nói nhưng lại không có ở về phần thời gian nghỉ dù sao thời gian thiên phú hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều nhất chỉ gặp qua không gian thiên phú người nhưng tựa hồ lại cùng không gian cầm cố cảm giác không giống nhau lắm thời gian thời gian cấm cố đây là thời gian thiên phú người người khác không biết được nhưng ba ti minh lại biết bởi vì hắn từng tự mình cảm thụ qua phiền phức lớn hắn cảm thụ được thân thể quấn quanh giam cầm lực lượng dựa vào chính mình lực lượng tối thiểu muốn mười mấy phút mới có thể tránh thoát nhưng lúc kia hết thảy đều đã muộn xem ra thời gian năng lực cường đại cũng cùng linh hồn cường độ có quan hệ phong vân trước đó tâm huyết dân trào muốn thử một chút thời gian năng lực cường đại dù sao từ hắn đạt được sau đó cơ hồ chưa hề dùng qua bởi vì lúc trước một mực tại tổng bộ không tốt lắm bại lộ bây giờ đi tới nơi này cương ngoại chiến trận hắn hữu tâm muốn thử một chút kết quả dùng một lát đi ra hiệu quả cũng không tệ lắm vậy mà đem thần vương đều cho cầm cố lại mặc dù chỉ có thể giam cầm mười mấy phút nhưng cũng đủ để nghịch thiên sau đó hắn liền phát hiện trừ ra thời gian thiên phú bên ngoài cái này thời gian năng lực mạnh yếu bền bỉ cũng cùng linh hồn có quan hệ cái này cũng rất bình thường dù sao thời gian năng lực quá biến thái chỉ dựa vào thời gian thiên phú thôi động hiển nhiên không thực tế cần linh hồn cường độ tài cao đi kỳ thật nói trắng ra liền là có thể chịu đựng lấy đối thủ mang đến phản vệ nếu như linh hồn cường độ thấp kia phản vệ lực lượng căn bản là không có cách chống lại vài phút vẫn diệt cho nên cho dù là thì thiên ở đây không dám tùy tiện dùng thời gian năng lực đi giam cầm một cái thần vương khi phản vệ lực lượng, đầy đủ nhường hắn chết rất nhiều lần. Bất quá đối với Phong Vân tới nói, nhưng căn bản không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Phong Vân ánh mắt quét về phía bị hắn cầm cố lại dị tộc, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm. Hắn nhẹ nhàng nói, ta một thức này là lần đầu tiên dùng, có thể chết ở bên dưới, các ngươi cũng đáng. Ngâm. Một tiếng kiếm minh nhẹ vang lên, mặc dù thấp, nhưng lại như là khai thiên tích địa thanh âm, trong khoảnh khắc quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Lục sát vẫn diệt một kiếm này chém ra thời gian cùng không gian giống như đều đình chỉ lưu động phương viên bên trong vũ trụ tại thời khắc này hoàn toàn ảm đạm bị một kiếm này quang mang che giấu tất cả mọi thứ tại thời khắc này đều không kịp một kiếm này quan huy kiếm quan đi tới chỗ hết thảy sinh linh tất cả diệt tuyệt kiếm văn lướt qua hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức ở giữa băng diệt mấy vạn thú tộc trong nháy mắt ở giữa hóa thành bột mịn chết không được có thế lại chết không thấy thế thần vương nô bộc ba vị cùng ba ti minh trên mặt đều lộ ra kinh dị thần sắc, lập tức thét lên gào thét, trở nên điên cuồng, từng cái muốn giải dụa. Nhưng, không có chút nào trứng dùng. Ngâm. Kiếm quang lóe lên, xẹt qua hơn ức km, vũ trụ hai phần. Mỹ lệ kiếm quang, chói lọi làm cho lòng người nát. Hết thảy đều an tĩnh lại. Thần vương nô bột, ba, cùng ba ti minh, vị này ba thiên ma xà nhất tộc thiên tài, lúc này đều duy trì giữ tận không cam lòng tư thái, mà bọn chúng trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, e ngại. Tiếp theo hơi thở, bọn chúng nhục thân như gió thổi vụn các giống nhau, nhanh chóng tan biến, vẫn diệt. Không bao lâu, tại chỗ xuất hiện ba cái trong suốt thần cách.